Hello, xin chào cả nhà. Mình là Andy nè. Bữa nay mình nghỉ được một ngày thứ ba bên bên Mỹ. Thì ngày thứ ba bây giờ là cỡ 7 giờ mấy tối ở bên Cali. Mình mới đi chợ về, kệ chưa sửa soạn để treo lên tóc gì hết. Thì mua được cái đùi heo á ở trên cái bắp chuối, cái chân ở trên bắp chuối, cái đùi heo á, thì mua ba cái xương chân heo mở khúc trên á, thì mới rửa với rửa một nước 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 sôi, rồi rửa xong rồi cái mình lấy dao cái mình cạo cạo mấy cái lông này ra cho nó sạch nè, biết không, cho nó sạch á nè. Bây giờ một nồi bây giờ mình đang ướp cho cả nhà coi luôn, cho các bạn coi luôn ha, cả nhà ha. Cái này rửa rồi cạo lông ra rồi nha. Cạo lông xong rồi cái mình cắt hết rồi mình lấy xương nấu nấu súp, nấu canh đó, thấy không? Cái này một chút xíu rồi xương, rồi cái mình cái này là củ cải trắng đó, mình rửa hết rồi. Rồi ở đây là gừng đó, gừng, rồi dưới đây là có một miếng hành tây tím, củ hành tây tím á đó, thấy không? Bây giờ mình nêm nha. Ở đây mình có cái nồi này nè. Bây giờ mình bỏ miếng xương này vô để ướp cái thịt á, thịt này vô vậy nè, thấy không? Cái đó vậy đó cái nhà. Bây giờ mình ướp nha. Một là mình bỏ nó, để mình lấy cái muỗng cái đã. Rồi, chào cả nhà. Trước đây nãy giờ mình chưa chào cả nhà. Chào cả nhà ha. Thì giờ mình bắt đầu mình ướp nha. Ở trong này là cái này là giò heo không á, ok. Thì bây giờ mình bỏ cái hành, mình cắt hành rồi á cả nhà. Mình cắt hành tím á. Đó, mình bỏ một mớ vô để một mớ cho nó, mình bỏ vô để mình nêm cái súp nó. Đó, để lại chút xíu. Rồi cái mình bỏ hạt nêm cả nhà. Bỏ hạt nêm nè. Bỏ 2 muỗng hạt nêm. Rồi, 2 muỗng. Rồi với cái mình bỏ chút muối vô. Bỏ muối cả nhà. Bỏ một muỗng muối đi. Mới đi chợ cả nhà ơi, mới đi chợ về cỡ 5 giờ mấy. Đó, một bỏ chút xíu muối đó đi cho nó giết hết mấy cái trùng, ok. Mình bỏ rồi cho xong, cái đó mình bỏ đường ở nhà, mình bỏ đường cho nó, bỏ 2 muỗng đường đi, rồi 2 muỗng đường rồi ha. Bây giờ mình bỏ tiêu. Bỏ tiêu vô cả nhà. Bỏ vô cái tiêu nè, Costco nè cả nhà. Bỏ vô chút đây nè. Cho nó thơm. Rồi, tiêu xong rồi. Rồi mình bỏ chút nước mắm vô. Nước mắm mình xài loại này nè cả nhà. Đó, mình xài nước mắm chút xíu thôi. Cho nó đậm đè, phải không? Rồi mình lấy cái muỗng này mình trộn lại cho nó thấm, phải không cả nhà? Cho nó chờ chắc mình đem đi nấu, mình để đây cỡ nửa tiếng cho nó thấm vô, phải không? Mình trộn nó cả nhà, trộn này ha, ăn trộn này ha, đó ha, mình trộn nó lại. Đó, trộn nó lại.
Rồi. Rồi. Rồi cả nhà ơi. Ha, trộn nó lại. Ok. Đó. Mình trộn nó lại cái gì rồi mình lấy cái wrapper. Rồi, mình lấy cái mấy cái body lông nè. Mình đậy nó lại mình để cỡ nửa tiếng cho nó thấm vô cả nhà ơi. Mình thấm vô nước mắm này đó, rồi thấm vô. Bây giờ cả nhà cái xương này mình sẽ nấu nấu súp, ok. Mình cho cái đó ok cả nhà chờ chút ha. Rồi chặt nữa là lấy củ cải trắng này nè, nấu cho nó ngọt. Ở đây là có miếng gừng để nấu cho nó thơm gừng. Bây giờ mình làm chút tỏi để chập nữa xào cái chân heo. Mình kêu sao bắp, kêu cái gì, kêu bắp chuối rồi cái gì của cả nhà, kêu mình không biết chữ Việt Nam biết không, nó mới tiếng Việt Nam. Giờ mình làm tỏi để mình xào cái heo á với cái gà ấy, mình với cái tôm, mình có tôm nữa. Cái nhà coi chung với mình ha, nấu chung với mình chơi ha, thông cảm nha cả nhà. Cái món này lâu quá là không làm mà quên làm một cả nhà ơi. Giờ nấu ăn dở lắm. Đó, thì giờ mình mấy cái tỏi này để một bên đi rồi cái mình cái tỏi này cho nó thơm. Cái gì cũng nó tỏi phải không cả nhà. Ăn tỏi nhiều tốt quá cả nhà ơi. Cắt mấy cái này nè cho mấy cái mình ăn cái đâu có được đâu, nó cứng nhắc à. Cắt mấy cái cùi á để chụp nó mình đập cái tỏi nó ra. Đó. Ăn tỏi nhiều tốt, để cho nó thơm thôi biết không. Mà ăn tỏi nhiều cũng tốt lắm cả nhà, lớn tuổi ăn tỏi nhiều tốt lắm. Mình đập nhiều cho tỏi nó nhiều quá mình xào nó ngon, nó thơm biết không. Mấy cái cùi nữa ra, mấy cái này ăn mới được không? Cái dao bén cái nhợi mình mới mài dao quá phải không. Cắt cái cùi đó cả nhà, phải nhất định cắt cái cùi nó ra đó. Mấy cái tỏi chút cũng được rồi, mình có tỏi nhiều lắm, mình mua nhiều lắm. Tay luôn cả nhà. Về rồi cái tay nó yếu. Cái gãy tay á phải coi chừng. Thôi đi mình xài, mình lột mấy cái vỏ nó ra. Rồi cái mình chắc mình bầm cho nó nhuyễn, bầm cho nó nhỏ đó, cắt cho nó nhỏ. Chụp nó bỏ vô xào. Càng nhiều tỏi càng nhiều còn ngon mấy cả nhà ơi. Còn thơm đấy. Vậy cũng đủ rồi. Đó cả nhà mình lâu lâu mình ngày nghỉ mình hứng nấu ăn mình mới nấu ăn chứ mình nghe mà mình không biết nấu ăn. Có mấy món thì biết nấu thôi chứ mà nhiều món không biết nấu cả nhà ơi. Mình đàn ông đâu có biết đâu dễ gì nấu ăn đâu. Biết đi làm, biết làm kiếm tiền, không biết nấu ăn. Đó, mình
cũng như cắt cho nó nhỏ nhỏ vậy đó, bọc cho nó bỏ vô xào, thấy không? Vậy nè, cái này vô bỏ. Rồi bầm, bây giờ bầm cho nó, cho nó nát đi. Nó còn nhỏ còn tốt. Bầm á, bầm như nè cả nhà. Từ từ bầm. Rồi cái kia nó thấm rồi bắt đầu mình nấu nước, mình nấu một nồi sôi rồi. Thế bây giờ đang nấu một nồi nước á để cho nó sôi. Rồi cái kia cỡ 15 phút, 20 phút nữa bắt đầu bỏ vô xào xong rồi mới bỏ vô nấu và cả nhà. Gia đình cả nhà. Gia đình. Đó, giờ làm cho cái tỏi cho nó nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu bỏ vô xào. Như vậy đó. Nó sẽ thơm. Thấy không? Và cái kia nãy cũng úp một chút tỏi trong cái thịt rồi. Có hành tây, có tỏi trong kia rồi. Bây giờ cái này nữa là hết sảy. Đó, đây nè cả nhà. Cho nó nhỏ nhỏ một chút rồi bắt đầu bỏ vô xào. Xào cho nó thơm, bắt đầu bỏ vô nước. Cái dĩa này, hành tây nè cả nhà, dĩa này hành tây nè, nãy nè ha. Giờ bắt đầu bỏ tỏi vô đây. Chập nửa xào hành tây luôn cho nó thơm luôn. Hành tây tím á cả nhà. Thấy không? Đó, giờ có một dĩa này nè. Dĩa tỏi vô nè cả nhà. Thấy không? Dĩa tỏi nè, hành tây nè, thấy không? Giờ đem mấy cái này đi vô. Mấy cái này đi vô. Và cái kia nó thấm rồi mình xào. Đó, giờ mấy cái này đi vô.